phát hiện bác xe ôm tốt bụng mang theo rất nhiều tiền mặt giúp đỡ người vi phạm giao thông. Bác xe ôm này dựng xe ngay cạnh chốt cảnh sát giao thông tại ngã tư Nguyễn Chí Thanh, Huỳnh Thúc Kháng. Không biết có phải bác là một đại gia ngầm không mà ví bác rất dày. Cả buổi sáng cũng không thấy bác đón quốc khách nào mà chỉ loanh quanh ở đó ngắm đường phố và xem cảnh sát giao thông xử lý người vi phạm giao thông. Thời buổi này toàn tiền tài khoản nên nhiều người vi phạm không mang tiền mặt theo, cứ thấy ai khó khăn là bác lại tiến đến hỏi thăm xem họ có cần giúp đỡ gì không. Nếu cần tìm cây ATM để rút tiền thì bác bảo luôn, cháu không phải đi đâu xa vì cây ATM đang đứng ngay trước mặt cháu. Rồi mở mã QR bảo chuyển khoản vào đây đổi lấy tiền mặt, bác cam kết là không lấy chênh lệch một xu nào. Người vi phạm ai cũng cảm động vì xe đang bị cảnh sát giao thông giữ thì biết đi đâu tìm cây ATM bây giờ. Bác xe ôm hoàn toàn có thể chở người vi phạm ra cây ATM ở gần đó, mỗi cuốc lấy tình cảm 10-20 nghìn thôi cũng kiếm được kha khá rồi. Nhưng bác không làm vậy, bác chỉ giúp bằng tình cảm chứ không lợi dụng lúc người ta gặp khó. Thật không ngờ giữa thủ đô hoa lệ nhưng xô bồ vội vã lại vẫn tồn tại những con người tốt bụng như bác.